Huấn luyện viên Philippe Chaussier nói, lý do tôi triệu tập đội hình đông đảo cho đội tuyển Việt Nam trong dịp này bởi đây đang là thời điểm đặc biệt. Tất cả câu lạc bộ đều trải qua quá trình chuẩn bị trước mùa giải. Một, hai đội cũng thi đấu ở mặt trận châu Á. Chuyện khó khăn trong việc tập trung lực lượng cộng thêm có thể rủi ro chấn thương xảy ra ở các trận đấu tại AFC Champions League, AFC Cup hoặc siêu cúp quốc gia cũng là nguyên do để tôi tuyển chọn nhiều cầu thủ ở đợt tập trung lần này. Tôi xin nhấn mạnh dựa trên phong độ và thể trạng các cầu thủ mà tôi đưa ra quyết định chọn lựa. Và danh sách rút gọn với 28 cầu thủ cũng được lựa chọn dựa theo phong độ trong thời gian qua, chứ không phải theo tiếng tăm hay tên tuổi. Tôi không có nghĩa vụ chọn cầu thủ nổi tiếng, công thần trong quá khứ cho đội tuyển Việt Nam. Ông Philippe Chaussier nói tiếp, những cầu thủ được lựa chọn không đồng nghĩa họ không có cơ hội dự vòng loại World Cup trong tương lai. Quá trình làm việc này sẽ được tôi lưu giữ trong suốt thời gian làm việc. Ngoài năng lực, các cầu thủ cần đảm bảo phong độ lẫn thể trạng. Nhóm cầu thủ tập trung từ đầu, ngày 2 tháng 10, đến từ Bình Dương, Viettel, Nam Định, Bình Định sẽ có lợi thế hơn so với các gương mặt tập trung muộn. Họ đang có được phong độ tinh thần tốt. Dự kiến, 80-90% lực lượng này sẽ đá chính trong trận gặp Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10. So với 3 đối thủ mà đội tuyển Việt Nam đã đánh bại như Syria, Palestine, Hong Kong, Trung Quốc, thì 3 đối thủ tới đây như Trung Quốc, Uzbekistan, Hàn Quốc đều mạnh hơn đội tuyển Việt Nam. Đó đều là đối thủ mạnh nhưng tôi hy vọng các cầu thủ có thể làm được những gì mà đội đã chuẩn bị. Tôi muốn tập trung vào cách chơi. Làm thế nào để các cầu thủ có thể tạo ra cơ hội mở càng nhiều càng tốt và kết nối nhịp nhàng. Về mặt kết quả, tôi cũng có chút lo lắng khi 3 đội Hàn Quốc, Trung Quốc, Uzbekistan đều mạnh hơn chúng ta. Dẫu sao, đây là thời điểm chúng ta hoàn thiện tốt hơn để hướng đến các trận sắp tới một cách tốt nhất. Sai số có thể xảy ra, tôi mong chờ điều đó. Bởi chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội để sửa chữa. Ông Philippe Chaussier chia sẻ về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Day tháng 10. Ông nói tiếp, khi Việt Nam đấu với Trung Quốc, Indonesia hay Thái Lan, người hâm mộ Việt Nam rất quan tâm. Chúng tôi đang nghiên cứu Trung Quốc. Trên bảng xếp hạng FIFA, họ đang hơn Việt Nam. Nhưng hiện thực sẽ được thể hiện trên sân. Chúng tôi không kỳ vọng rằng sẽ thi đấu dễ dàng với Trung Quốc. Nhưng tôi muốn các cầu thủ thể hiện tâm thế khi ra sân và làm sao để có sự chuẩn bị tốt nhất hướng đến vòng loại World Cup 2026. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam kết luận, chúng ta có thể tự tin bởi bóng đá Việt Nam có một thế hệ tiềm năng. Từ cầu thủ trẻ đến những tuyển thủ quốc gia hiện tại, tôi muốn truyền tải thông điệp tích cực, củng cố cho họ niềm tin vào lối chơi mà tôi xây dựng. Đó là chiếm được quyền kiểm soát trận đấu trong một số giai đoạn. Tất nhiên, chẳng có ai thắng tất cả. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để nhìn ra những bài học sau những trận thua, làm sao hướng đến kết quả mà Việt Nam sẽ tiến bộ hơn. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ đáp chuyến bay sang Đại Liên Trung Quốc vào 2:30 sáng 8 tháng 10. Sở dĩ đội tuyển lựa chọn chuyến bay đêm là để tận dụng tối đa quỹ thời gian có thể. Thay vì di chuyển vào ban ngày và mất một buổi tập, toàn đội có thể ngủ đêm trên chuyến bay và ra sân tập vào chiều ngày mai, sau khi ổn định nơi lưu trú tại Đại Liên.